Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái vẻ đẹp của chú thà lòi. Để mình thấy chú thà lòi rồi, để mình quay. À đây chú thà lòi đây. Chú này rất là to, thấy không? Đây là cá thà lòi. Đây là thòi lòi bé. Để mình kiếm thà lòi bự. Có một chút thòi lòi đó mà xa quá chắc nhìn không thấy rõ. Để mình kiếm chú khác. Bên kia có một chú nhìn xa đây rất là nhát, động tĩnh cái là vô hang liền, không thể nào quay cận cảnh được. À, chuẩn bị vô hang rồi. Rồi rút vô hang, nhìn tạm em mà em đã vô nhà đóng cửa rồi. À, giờ có em này đang ngoài nè, xà qua không thấy được vẻ đẹp của em.